Hello, chúng mình quay trở lại với channel Vô Tùng và đến với một kèo đấu tại ranh hàn của Zeus. Ngày hôm nay tiếp tục là một con Aatrox sát lực trong tay của Zeus nữa ha. Ngày hôm nay thì sẽ là kèo đấu với một con Trundle đứng trên và cùng xem là Zeus sẽ kiểm soát kèo này như thế nào cùng với khả năng gánh team của Zeus với Aatrox sát lực ra sao nha. Let's go. Ok, kèo đấu giữa Aatrox cùng với Trundle và Ngọc Tái tổ hợp cho anh em tham khảo thì vẫn sẽ là một con Aatrox chinh phục thôi. Chinh phục đắc thắng huyền thoại tốc đánh cùng với cho trận cuối cùng bằng phụ lấy giáp cốt và lan tràn. Chỉ số Ngọc sẽ là sức mạnh công kích cùng với 65 máu. Khởi đầu rất tự tin với kiếm Doran. Trundle là một con tướng mà nó kém cơ động và qua đó thì bạn rất dễ điều được 3 quy chí mạng. Và 3 quy chí mạng mà đi kèm cùng với sát thương từ kiếm Doran thì nó sẽ là một lượng sát thương rất là lớn. Nên là đây là một khởi đầu mà Zeus cũng rất là tự tin là kiểm soát được kèo này. Tất nhiên là không nên đánh all-in với Trundle mà nên đánh theo kiểu là nhấp nhả cấu rỉa và thả diều bằng 3 quy thôi. Trundle cũng khởi đầu bằng kiếm Doran và ngọc của Trundle thì có một cái tàn phá hủy diệt để lẻ. Nhưng mà Trundle này không đánh bằng tốc hành anh em ạ. Nó đánh all-in bằng nhịp độ chết người rất là mạnh anh em nhé. Giáp cốt nữa. Nó đánh all-in thì cái quy của nó cũng sẽ hút sát thương của đối phương nữa. Nên là kèo này thì không nên đánh all-in. Rừng của Zeus sẽ là một con Karthus, đứng giữa là Tristana kèo với Kama. Đứng dưới thì là Ezreal cùng với Zeri và Rakan. Tất nhiên tâm điểm vẫn sẽ là một con Aatrox khu đứng trên với hướng build sát lực, gọi là thương hiệu của Zeus. Và con này thì hiện tại là trong giải Zeus đang blind pick anh em nhé. Blind pick đánh ôn kèo luôn. Cùng xem là xử lý đi đường ở những cấp độ đầu thì Zeus sẽ xử lý kèo này ra sao. Nếu anh em có gặp ở trong xếp hạng đơn thì cũng có thể xử lý tương tự. Vì khả năng đi đường của Zeus thì khỏi phải bàn rồi. Cấp độ 1 Karthus di chuyển nhưng mà không cướp được rừng. Brand có sự hỗ trợ đến từ Trundle và Karthus bị chậm vòng rừng rồi anh em ơi. Và vì Trundle cũng mạnh nên là Zeus cũng không có cái trò gọi là sang phần rừng màu xanh đối phương để quấy phá ha. Nếu rừng đối phương là những con như kiểu là Vi là cấp 1 có thể sang được đó, nhưng mà đứng trên đối phương lại là một con tướng mạnh nữa. Q1 đánh tay, Q2 đánh tay, Q3 sương sương tích được 10 số chinh phục và sau đó giật về thôi. Đánh tay đổi đánh tay và giữ được số chinh phục rất là tốt đến từ Zeus, nhưng mà Q thì hồi hơi lâu. Đối phương cũng đánh tay Q liên tục để có thể đẩy đường và cấp độ 2 cho Trundle rồi. Đối phương nâng W cắn Q, rất trả sát thương lại với Q1. Cấp độ 2 thì EQ lên và Trundle mất máu vậy là hơi nhiều rồi. Khả năng phục hồi đến từ Trundle với nội tại thì nó cũng có. Cùng với kiếm Doran có chút hút máu nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều đâu nha. Rồi tiếp tục là một pha tham minh nội tại rất tốt đến từ Zeus để có thể trả đòn. Trundle kích bình luôn rồi. Chơi hit rất căng, Zeus đang là người farm thua nhưng mà Trundle rõ ràng là người mất máu nhiều hơn. Và Zeus tiếp tục có một pha áp lực đối phương với EQ đang sẵn sàng. Đang cố gắng đánh tay để có thể hướng tới cấp độ 3 nhưng Trundle là người đạt cấp độ 3 sớm hơn. Ở cấp độ 3 thì với W sẽ là một tiền đề để combo 3 quy chí mạng anh em ạ. Rừng thì cả hai rừng đều đánh xuống cánh dưới và đang có một pha băng trụ diễn ra ở khu vực đứng dưới rồi. Đó là một pha tốc biến ra và chính công đầu có dành cho Karthus, sau đó tốc biến ra luôn. Zeri đang cố gắng để xử lý với một pha cân 2 nhưng mà sát thương đến từ đối phương là quá nhiều. Double kill cho Karthus. Đường trên có solo kill dành cho Zeus. Có hồi máu nhưng mà có vẻ là hơi khó để Karthus cùng với Ezreal có thể rút lui với pha di chuyển xuống đến từ Brand. Brand còn tốc biến lên đẩy một pha Q và có mạng dành cho Brand khu vực đường dưới. 3 đều dành cho cả hai bên và cùng xem là pha solo kill đường trên ở cấp độ 3 đến từ Zeus nó sẽ được triển khai như thế nào đây, với chắc là 3 Q chí mạng rồi. Cấp độ 3 thì Zeus sẽ nâng vào W hay là nâng vào 2 Q nhỉ? Đánh tay đổi đánh tay, tiếp tục đánh tay với W đến từ rất là cấp độ 3. Q1 không chí mạng, Q2 cũng không chí mạng nội tại, Q3 flat W rồi. Ôi xử lý kìa, quá nhanh đến từ rớt và khiến cho Trundle không kịp phản ứng lại với tốc biến luôn. Mà một pha flat để lấy góc W anh em ạ. Q1 thì Trundle đã không chí mạng rồi, Q2 cũng trượt nội tại, Q3 hất tung, cái nhịp hất tung đến từ Q3 rớt flat W đánh tay một đòn trong lúc đối phương bị hất tung và Trundle chết luôn. Mà góc W của Zeus trước đó đã bị chặn bởi lính nên là phải tốc biến để điều cú W anh em nhé. Đợt lính nó có vẻ là đợt lính ổn để Zeus có thể TP lên mà không mất quá nhiều lính. Và Trundle khả năng cũng phải TP thôi, vì đợt lính này nếu không TP mất rất là nhiều lính, mất rất là nhiều kinh nghiệm. Một mạng solo kill dành cho đường trên của T1 trong tình huống xử lý tốc độ cực kỳ nhanh. Và tính toán sát thương cũng là rất tốt nữa. Q1 cấu rỉa nhưng quyết định là không e lên. Dùng Q3 để ăn lính, sau đó W đánh tay và E về nếu mà gặp nguy hiểm. Nhưng mà Trundle đang chấp có vẻ là hơi nhiều lính, đánh tay E đánh tay luôn ạ. Dùng E để reset đó đánh tay và hồi nội tại đến từ Zeus. Nhưng mà tốc độ di chuyển đến từ Zeus nó là không đủ cao. Đối phương quay người trở lại trả đòn và Zeus vẫn chọc được một đòn nội tại trong tình huống vừa rồi. Sau đó EQ1 lên cấu rỉa thêm một nhịp nữa chăng? Không. Q1 sau đó thì để E đó và sau đó thì Karthus có mặt tại khu sông trên nơi mà Trundle còn tốc biến. Nhưng đang hơi thiếu tầm nhìn.
Rớt tiếp tục đóng băng lính và tranh máu đang là tương đối đáng kể. EW hơi tiếc là nó bị khép góc bởi đợt lính mất rồi. Sông trên cũng có đánh nhau ạ. Một game đấu với tốc độ cao và Kama di chuyển với tốc biến quy thành công. Bỏ anh em ơi, bỏ rừng anh em ơi. Hết cứu rồi. Tristana tốc biến lên rồi sát thương. Tristana có mạng. Tristana mất máu hơi nhiều và đang dậm nhảy thì nằm xuống với sát thương đến từ Kama. Đổi mạng liên tục đến tất cả hai bên nhưng mà đó là tình huống đổi lỗ rồi. 1-2. Nhưng mà kèo top này ai cứu con Shadow đây? Shadow đang cố gắng lao lên để hít kinh nghiệm con xe to. EQ1 bóc giáp cốt. Shadow vẫn hít được kinh nghiệm con xe to và hồi lại được một tí máu từ nội tại. Nhưng mà kèo top đánh đến đây là con Shadow này thua rồi anh em ạ. Nếu không có người lấy hỗ trợ là kèo này sẽ bị đóng băng mất lính rất nhiều. Về luôn ạ, về lấy máu chứ còn đứng ở lại đường trên thì vẫn thua len. Vẫn tiếp tục ở lại à? Cái này là hơi nguy hiểm nha, có thể mất spell nha. Vào đủ tầm EW là mất spell đó. Vào đủ tầm EW của con Aatrox này là mất spell chắc luôn. Rớt vừa dùng E để lát hit lính rồi. Tất nhiên đây sẽ là đợt đẩy của con Aatrox nên là Trundle có thể farm an toàn dưới trụ. Nhưng mà Aatrox level 5 với hai trường kiếm và kiếm Doran thì sát thương của nó là rất lớn. Liệu rằng tơn lính này có được farm một cách an toàn đến từ Trundle hay không? Và Trundle quyết định mua một cái trường kiếm đi lên. Q1W, Q2 quyết định E ra đến từ Zerg rồi. Như vậy thì Trundle có thể farm được tơn lính này và có được cấp độ 5 cũng như phục hồi lại từ nội tại. Giúp Trundle vẫn có thể tiếp tục trụ lại khu đường trên nhưng mà rõ ràng là cấp độ 6 sẽ có sớm hơn dành cho Aatrox của Zerg. Liên tục gây sức ép với những cú Q của mình, đối phương ăn lính thì mất máu. Còn giữ máu thì mất lính. Đã có những chênh lệch nhất định khu đường trên và Carthus lại tiếp tục có mặt tại khu cánh trên cấp độ 6 cho Zerg. Trundle thì lúc này nốt con xe to phía sau thì chắc là mới có level 6. Và nốt con xe to này là cả một quãng đường tốc biến, còn Trundle có xử lý 1-2 đấy hay không, chiến binh tận thế. Q1W và đó là nội tại giúp Zerg có mà hạ gục với một chút sự hỗ trợ tới từ Carthus. Trundle lên level 6 trong tình huống vừa rồi để có thể cố gắng chống băng trụ nhưng mà không kịp. Không kịp lên level 6 anh em ạ. Đây là lợi thế quá lớn rồi. Hai mà hạ gục, một khiên trụ đường trên. Cùng với đó là những chênh lệch nhất định về mặt kinh nghiệm nữa. Carthus thì chắc chắn là sẽ không có được áp lực ở tại khu cánh dưới. Rồng cũng đã không còn nên quyết định của Carthus là ăn những con sâu hư không để lấy kinh nghiệm lên level 6. Cũng như đổi mục tiêu với Brand. Và lúc này thì Tristana đang ở trạng thái máu cực kỳ yếu. Carthus có khúc cầu hồn nhưng mà Kama lao lên với nội hỏa kinh mantra. Và Tristana mất dậm nhảy tên lửa thì cũng không còn đủ khả năng để tiếp cận con Kama phía bên kia nữa. Quyết định đến từ Tristana tiếp tục là bám ở lại khu đường giữa với bước chân thần tốc. Nhưng mà coi chừng nha. Máu này dính nội hỏa kinh mantra là nhiều khi chết luôn anh em ạ. Pha di chuyển ra khu đường giữa tới từ 3 để hỗ trợ cho Tristana trong việc đón nhận những chỉ số farm. Còn đường trên kèo này là kèo thua hẳn rồi anh em nhé. Lên một cái huyết trượng để trụ len nhưng mà sát thương đến từ rớt là quá nhiều. Khúc cầu hồn vang lên đường giữa thì Kama bị dính một pha chiêu cuối đại bác đẩy lùi nhưng sát thương đến từ khúc cầu hồn là không đủ. Quyết định băng trụ khu đường trên rồi. EW thành công đến từ Zerg. Q1 sang ngang, nước 2 giật về, Q2 chí mạng và thôi rồi. Carthus đi bộ lên W, chấm một bi chiêu cuối đẩy hồi máu đến từ vị trí của Trundle. Zerg giật ra một nhịp. Trundle đang cố gắng hút máu lại từ những chỉ số farm và Brand có mặt với WQ. Dựng cọc băng rất khó chịu và Trundle tốc biến đi được. Carthus mới là người lấy bản đếm số cho tình huống này. Dừng đối phương lên kịp để hỗ trợ cho Trundle trong tình huống chống băng trụ và Trundle đã có được một tình huống hỗ trợ kịp thời tới từ Brand để không bị băng trụ chết thêm một lần nữa. Zerg vẫn đang tiếp tục đẩy đường khu đường trên và hướng tới khiên trụ thứ hai. Nhưng băng trụ thì sao? EQ3W và có mạng cho Zerg nhưng mà Brand tốc biến lên, Zerg sẽ phải trả mạng với một mạng shutdown dành cho Brand. Nhưng mà Trundle không ăn được cái mạng vừa rồi và đang là 0-3-1 nhưng mà Brand thì xanh nha. Brand đang có một ván đấu rất xanh với 5-1 KDA. Chênh lệch về mạng đang là 7-6 cho phía team 1 với một dòng nguyên tố. Nhưng phía team 2 thì team của Zerg cũng có được 6 mạng và đang hơn tiền. Cũng như có được 3 con sâu ở lượt 1. Còn kèo top này thì Zerg đã có được 2 mảnh của mãng xà kích rồi. Một lượng sát thương mang ra là rất đáng kể và lúc này thì không còn đóng băng được nữa anh em nhé. Với một cái dìu tia mát thì không còn đóng băng được nữa. WQ đánh tay đến từ Eri và Rakan mất máu quá nhiều rồi. Múa quá nhiều và sau đó thì mất máu và đi về. Còn đường trên thì đây là thời điểm mà con Trundle này vẫn đang phải farm lính dưới trụ mà thôi. Nhưng mà với cái dìu tia mát trên người thì rất sẽ không có những pha đóng băng lính để đi chỉ số farm nữa. Mà thay vào đó sẽ là liên tục những cái pha đẩy đường. Hướng tới những lớp khiên trụ và cấu rỉa trong lúc đối phương lát hết dưới trụ.
Brand đã có được mặt nạ cùng với giày pháp sư rồi. Nội tại Q1 sau đó đi bộ ra. Tiếp tục có định E Q2 cấu gì đối phương trong thềm trụ luôn ạ. Trundle đã lát hit rất là tốt con xe to, nhưng mà với chỉ số farm vẫn đang có một cái chênh lệch rất là lớn như vậy. Thì kèo này nó không thể khác được anh em, kèo này vẫn là kèo mà Trundle phải ôm farm dưới trụ mà thôi. Ôi, sát thương lan đến từ Tiamat khiến cho Zerg bị nhận sát thương từ trụ. Trundle lao lên tấn công Zerg, Q1 chiến binh tận thế đánh tay, Q2 đánh tay, Q3 chí mạng, nội tại hồi máu, tốc biến sàn đến từ Carthus để hỗ trợ thêm cho Zerg. Sát thương đến từ Carthus cùng với Zerg là đủ và Trundle có cái nhịp all in tưởng chừng như đã có một tình huống có thể gọi là gỡ game. Nhưng rất tiếc là Carthus có mặt và Trundle đã cắn bết rồi. Sức all in đến từ Trundle là rất mạnh với cái chiêu cuối của nó anh em nhé. Nhưng rất đáng tiếc là thời điểm này thì Zerg không đơn độc. Di chuyển trở lại khu đường trên tới từ Trundle, không còn tốc biến, không còn chiêu cuối nữa. Zerg thì còn tốc biến và Carthus vẫn ở cánh trên. Mắt kiểm soát được cắm ra ở tại bụi cỏ khu vực sông trên, triệt tiêu lượng tầm nhìn tới từ con mắt thường của đối phương, sau đó thì tiếp tục đẩy đường. Liệu rằng Trundle có dấn lên không khi mà Zerg vừa mất EQ xong, mất 2 Q và lính rồi. Đây là một tình huống làm chậm đến từ Carthus. W thành công, chiêu hồi Q đến từ Zerg rồi. Q1 vẫn có sát thương, Q2 lên và có mạng dành cho vị trí của Carthus với một loạt những pha chấm bi chuẩn xác. Quá ngợp rồi anh em ơi. Kèo 1-1 đã khó rồi, bây giờ còn thêm con Carthus cứ lên như thế này thì Trundle đã nằm xuống lần thứ 5 sau 10 phút. Chết như chạy KPI và 10 phút trôi qua rớt có được 4 khiên trụ khu đứng trên. Thậm chí là trụ một toàn bản đồ luôn ạ. Rất giàu anh em ơi. Đường dưới thì Eri trước đó cũng đã nằm xuống mạng thứ 2 rồi. Nhưng mà đường trên đang có một con Aatrox quá là quái vật với mãng xà kích và dư 1200, quyết định mua cái gì đây? Mua giày và trường kiếm, sau đó dịch chuyển để tham chiến ở tại khu vực hàng sâu hư không lượt 2. Rớt đã vòng ra được phía sau đối phương nhưng không còn chiến binh tận thế nữa. Q1 tốt, W, Q2 lên E trượt rồi. Q3 tốc biến đánh tay với mãng xà kích nhưng xác thực là chưa đủ. Brand một chấm máu, Brand không có tốc biến. Tristana lao lên với cú tốc biến dùng chiêu cuối của mình để kết liễu thành công người chơi đi rừng đối phương. Và sau đó thì khúc cầu hồn vang lên cùng cái bọc thuốc súng, chắc chắn là Rakan sẽ gãy. Đó là chiến binh tận thế lao lên đến từ Zerg với Q1 thành công nhưng mà không giữ chân đối phương lại được vì W thì đối phương bỏ chạy rất nhanh nhưng sát thương vẫn là đủ. Sát thương vẫn là đủ đến từ Zerg cho tình huống mà con Trundle tưởng chừng như đã có thể rút lui được. Trundle không bị dính Q2 nhưng bị xiềng xích giật lại cú Q3 anh em ạ. Bị xiềng xích giật lại cú Q3 và nội tại cùng với mãng xà kích. Mặc dù mãng xà kích ở bản 14.4 thì nó đã bị giảm sức mạnh, nhưng sát thương vẫn là đủ và Tristana cũng đủ sát thương để lấy mạng của K3. Pha giao tranh toàn thắng ở khu vực cánh trên bản đồ với lượt sâu không thứ 2 thì đối phương đã phải nằm xuống cực kỳ nhiều người. Có mạng của Carthus nhưng trả lại một loạt những mạng gục dành cho bên phía team 2 và Zerg cũng đã vét được mạng thứ 5 của mình ở trong va đấu này. Cảm giác là Aatrox này chỉ cần một cái mãng xà kích thôi anh em ạ. Sát thương của nó cực kỳ lỗi luôn. Tiện đường thì ghé ở khu vực đường giữa để bào thêm những lớp khiên trụ. Với chỉ 12 phút thì vẫn còn rất nhiều tiền tới từ khiên trụ dành cho Zerg. 2 khiên trụ. Sau đó lên khu vực cánh trên để kiểm soát cua. Đội hình đối phương thì cũng không phải đội hình có sức chống chịu quá tốt. Và đây là một tiền đề tốt để con Aatrox sát lực này có thể gây được rất nhiều sát thương cho giao tranh. Không có tốc biến, không có chiến binh tận thế nhưng mà Trundle phía bên kia thì đang tương đối thọt. Rớt EQ trượt rồi, Trundle có thể chiêu cuối Onin hay không đây? Mãng xà kích nội tại, sau đó thì giật về chờ hồi Q. Tiếp tục là Q1, W, Q2 E lên. W2 giật về, không, W2 không giật về nhưng mà... chạy đi đâu bây giờ đây? Tốc biến sẽ hồi lại sau một giây nữa, rất đen cho Trundle là tốc biến hồi không kịp. Nhưng mà tốc biến hồi kịp cho pha vừa rồi nó cũng không biết là chạy đứng hướng nào nữa anh em. Mạng solo kill và 6 mạng dành cho Zerg, đứng dưới Tristana cũng đã có mạng của Zeri. Người đang bấm bê về trong bụi cỏ này đó là vị trí của Rakan. Không thể kiểm soát được nữa rồi. 1-1 đường cánh bây giờ là không cần chiêu cuối, con Aatrox này đã có thể chặt chết được con Trundle. Và tận dụng khoảng trống có được sau những đợt đẩy thì Zerg đang cướp rừng của Brand phía bên kia. Brand đã có một ma của khu đường dưới của Eri, sau đó thì đường giữa cũng đang có đánh nhau. Bọc thuốc súng được kích hoạt và thiên mệnh giữ chân được như sắt. Thiên mệnh chỉ là không có đam trụ thôi chứ còn sát thương là chưa đủ để lấy mạng của Kama rồi, quá đen. Chiến binh tận thế đến từ Zerg nhưng mà đối phương hút máu lại với RW. Zerg đang bị nhận sát thương ngược trở lại nhưng mà đối phương không có sức ép về mặt sát thương để dứt điểm qua Aatrox, còn nhiều máu đến như thế này. Q1 E lên lao lên W nhưng mà vào lính, bị Zeri tiếp cận và Zerg có thể sẽ bị shutdown nha. Shutdown rất nhiều tiền đấy nha. Shutdown rất nhiều tiền dành cho Zeri. Zerg lại có định cân team giữa hai trụ đối phương rồi.
Đối với Guma thì đặc trưng là những pha mà 14-15 phút ra mid là kiểu gì cũng chết. Còn đối với Zerg là những pha cân tim mà nó sẽ có hai trường hợp diễn ra, một là highlight, hai thì nó là cái kết như vừa rồi, Trundle tung chiêu cuối hút máu lại và sau đó thì Tristana đang bắn cực kỳ thốn mạng Rampage dành cho Tristana. Còn Zerg thì đang hướng tới hai mảnh của cái áo choàng bóng tối ở món trang bị thứ hai. Nó gần như là kho đồ mặc định anh em ạ. Đồ 3 thì nó có thể là một cái thư phục hận nữa nhá. Nó là cái combo đồ giúp cho Aatrox của Zerg có được cái lượng chống chịu tương đối với chỉ số máu cộng thêm từ cái áo choàng bóng tối. Mà cái lượng sát thương đến từ đầu ra của con Aatrox này với ba đồ sát lực thì nó vẫn là quá khủng khiếp. Đứng dưới Ezreal có mạng của Kama nhưng Kama cũng kịp kéo theo vị trí của Karthus. Zerg được chuyển khẩu ra khu đứng giữa. Rakan đang đứng rất gần cho tình huống này, rất mất Q3, W chiến binh tận thế đánh tay. Có cả sự hỗ trợ đến từ Peter ở ngay phía sau nhưng mà cú bắt choáng đến từ Peter liệu rằng có trúng hay không. Bắt choáng trượt tới từ Peter rồi. Cánh trên thì có sứ giả dành cho vị trí của Brand. Tristana lên khu đứng trên, Ezreal đứng dưới và Aatrox đứng giữa. Một cái thế Silent nó cực kỳ là lạ. Hơi dị anh em mà, nên là Aatrox đứng cánh còn Ezreal đứng giữa và Tristana đứng dưới thì hay hơn. Ezreal lúc này vẫn đang chưa thể có những pha di chuyển ra khu đường giữa do là đang bận dọn lính khu đường dưới, phay check rồi. EQW đến từ Brand đẩy luôn chiêu cuối và sát thương sẽ là đủ. Ezreal hồi máu sau đó lên bảng rồi. Brand cực kỳ nhiều sát thương với hai đồ lớn. Zerg thì tiện đường farm thêm bãi người đá nhưng chưa có xe to đường trên. Kèo cánh này thì con Trundle 08 này không có cách nào để đánh lại con Aatrox cả. Tuy nhiên sự khó chịu của Trundle nó sẽ là những tình huống đẩy lẻ. Và nó cắn trục nó rất đau anh em nhé. Rớt vòng ra được phía sau con Trundle này rồi. Trundle sẽ chạy hướng nào đây? Q1 thành công nội tại, Q2 mãng xà kích. Đối phương dựng cọc băng EW. EW, EW thành công Q1. W2 giật về, đối phương tốc biến chạy để né cái W2 vừa rồi. Hơi áp lực. Những cú áp sát đến từ con Aatrox này nó mang lại quá nhiều sát thương. Và đứng giữa vừa rồi thì khúc cầu hồ đến từ Karthus đã vang lên khiến cho Trundle nằm một bãi ở đây. 16 phút và chết tới 9 mạng rồi. Rất ngợp dành cho Trundle, mặc dù đã tốc biến để thoát cú đứt vai của Zerg nhưng khúc cầu hồn vang lên thì không có gì để né cả. Chết quả này nhiều khi mất thêm trụ 2 không ta. Zerg quyết định là không tham trụ 2 ở khu đường trên mà sẽ là một tiếng bấm B về. Về nhà với tầm 1.200 thì cùng xem là Zerg có muốn dịch chuyển đi đánh nhau luôn hay không. Dịch chuyển đi đánh nhau luôn rồi. Tốc biến chiêu cuối sẵn sàng, dịch chuyển bọc sau. Brand ngắt cú bấm B về để hỗ trợ dành cho Tristana nhưng Brand mới là người gặp nguy hiểm. Nội tại mãng xà kích và Q2. Mạng shutdown cho Zerg và mạng phía sau thì để cho đồng đội xử lý. Kama đang cố gắng rút lui với một chấm máu. Aatrox của Zerg đang cố gắng chặt vào người của Jerry. Jerry mất E và đó là cú Q3 tốc biến cực kỳ hét. Cái gì đây? Hack não cực kỳ ác luôn. Được luôn hả? How? Brand ở lại để hỗ trợ cho Kama và Brand là người chết trước ạ. Sau đó thì phía sau đó là một pha mà Ezreal bắn nhưng ép được cái tốc biến của Kama phía bên này thì đó là những cú chặt rất chất lượng đến từ Aatrox hai đồ của Zerg. Q2 ngắt được cú nhanh như điện của Jerry và sau đó là một pha nội tại Q3E tốc biến đổi. Tốc biến độc não Jerry cái nhẹ luôn anh em à. Đấy, Q3 vừa rồi các bạn nhìn dam của nó thì thôi rồi. Jerry không có gì để có thể chịu nổi cái lượng sát thương nó khủng khiếp đến như vậy cả. Với một con Aatrox 2 đồ sát lực với Q3 chí mạng ở dạng chiến binh tận thế nữa. Cấp độ 13 rồi cho Zerg sau chỉ 17 phút và đường trên thì Trundle vẫn đang tiếp tục bám cánh đẩy lẻ. Và Tristana TP lên vẫn kịp. Trundle đang cố gắng hút máu lại và chắc chắn là chết thôi. Không tốc biến. Tristana chiêu cuối đánh tay và có mạng hạ gục. Đứng dưới Zerg cũng có được trụ 2700 trước khi rút lui và đang cầm đó là 1800. Rồng nguyên tố cũng đã xuất hiện ở tại cánh dưới rồi, team của Zerg đã mất trước đó là hai rồng. Và đây là rồng nguyên tố thứ ba. Tristana một chấm máu đang cố gắng núp lùm và Brand cũng tương tự là như vậy. Brand di chuyển vòng ra phía sau đợt lính và Tristana đã lộ thì Brand sẽ đi bộ lên với cú chiêu cuối E thôi là có mạng, hai kỹ năng đẩy thẳng mặt. Tristana không còn chiêu cuối, còn cái tốc biến như xử lý như thế nào đây? Cắm mắt sang đẩy E chúng, đẩy chiêu cuối Q nhưng mà W. 1.000 tiền dành cho Brand rồi. Tất nhiên sẽ có dòng cánh dưới dành cho Karthus. Còn Zerg thì chắc là đang có định gom hẳn một đồ lớn rồi về. Di chuyển với cái máy quét EW được hay không? Chiến binh tận thế lên, Kama không còn tốc biến, Q1 trượt rồi.
đánh tay W các thứ cũng trượt cái W EQ3 thì sao, mãng xà kích đánh tay quá nhiều sát thương, nấp sau lính để che W rồi nhưng mà vẫn chết. Sau đó thì tiếp tục là một pha tấn công vào Trundle. Trundle vừa chết khu đường trên, mất chiêu cuối xong, không còn tốc biến nữa. W trượt đến từ Zerg, tiếp tục E lên. Carthus chấm cú chấm bi cực kỳ chất lượng và Zerg là người có mạng với tình huống kích mãng xà. Và mạng lúc này thì chỉ còn có 100 tiền thôi. Nhưng mà con rip rồi. Trundle không 11 sau 18 phút ạ. Zerg EQ trượt nhưng mà W đến từ Rakan cũng bị Zerg né trong tình huống vừa rồi. Đợt đẩy đang là khá to với xe to khu đường giữa. Zerg thì không còn chiến binh tận thế, không có tốc biến, không có W. Trụ còn tương đối nhiều máu và quyết định rút lui đến từ bên phía của team Zerg. 2.800 tiền lại về nhà đóng một đồ lớn nữa đi ra. 19 phút cầm 3 đồ sát lực đi ra thì chịu cỡ nào đây. Thương phục hận đã có rồi. Một kho đồ gần như là mặc định dành cho những giao án Aatrox của Zerg trong cả những giải đấu. Zerg cũng hướng tới những món trang bị như vậy. Quyết định sẽ là đánh nhau tại khu đường giữa à? Eri ván này thì không được xanh lắm. Nhưng mà Tristana cùng với Aatrox thì đang khỏe. Và Carthus cũng khỏe nha. Carthus farm rất là tốt. Tiền thì Carthus đang là 8.700 so với một con Brand phía bên kia là 10.000. Brand này có shutdown 1.000 tiền của Tristana. Trundle di chuyển nhưng mà không giữ lại được bùa đỏ. Và nếu như không rút lui thì cũng sẽ tiếp tục là 100 tiền nữa chảy vào tài khoản của Zerg mà thôi. Cái đường cánh bây giờ là rất ngợp rồi anh em nhé. Kama hay Trundle đều là những con tướng không thể chịu nổi lượng sát thương tới từ Aatrox của Zerg tại thời điểm này. Và thực ra thì ai cũng vậy thôi. Bên kia làm gì có ai có chống chịu đâu. Tristana bị lộ vị trí. Tristana áp sát và quyết định là không W lên. Zerg thì vẫn đang farm rất là chill ở tại khu cánh dưới bản đồ với một con Aatrox có khả năng dọn lính rất là nhanh. Và quyết định là đứng check lên khu vực cánh trên trong tình huống không có dịch chuyển. Để có thể áp lực con Baron từ rất sớm. Đối phương gọi sứ giả đứng giữa rồi. Zerg đang ở rất là gần để cướp bãi quái rừng, đó là bãi sói trước khi di chuyển ra khu đường giữa để giao tranh. Quan trọng là đối phương có muốn giao tranh tại thời điểm này hay không nữa. Zerg bắt đầu vào vị trí để có thể gây sát thương và đối phương có tầm nhìn. Quyết định sẽ là giật lên cánh trên để cùng với Tristana tấn công trụ 2. Đồng đội đứng giữa chỉ cần dọn lính thôi là được rồi. Thậm chí đối phương cũng không ai dám lái con sứ giả hút vào trụ nữa. Bỏ không một con sứ giả rồi. Trụ đường trên thì với sát thương tới từ Zerg cùng với Tristana thì nó đi rất nhanh. Nhưng mà Zeri nhanh như điện sang bên phía bên kia bờ tường, khúc cầu hồn vang lên. Aatrox bổ Q1 trượt của Zerg nhưng mà không sao. Q3 hai mạng dành cho Zerg. Cú thiên mệnh đến từ Peter nó có vẻ là hơi trôn. Cú thiên mệnh để cản con Aatrox để ăn quát ra Q mà thôi. Tristana thì có một pha lao lên nhưng sát thương là không đủ để lấy mạng của Brand. Bắt nhầm người anh em ạ. Bắt nhầm người. Lên bắt con Aatrox này thì nó chặt ngược trở lại sát thương quá nhiều đi. Q1 trượt nhưng mà vô tình nó lại có được cái Q2. Q2 lao lên và bắt choáng tới từ Peter. Một cú Q3 ngay lập tức đó là hai mạng. Nếu như không có một pha thiên mệnh tới từ 3 của Peter thì tôi nghĩ là rất có thể tiếp tục E lên để tìm kiếm cái mạng của Kama này. Mặc dù vậy thì Tristana cũng đã có được mạng hạ gục và ép thêm cái tốc biến tới từ Brand nữa. Trundle thì tầm này 0-11 vẫn đang cố gắng đi đầy lẻ để áp lực trụ và gỡ trụ cho bên phía của team 1. Nhưng Zerg nhấn luôn cú TP không cho đối phương ăn trụ tiền thưởng shutdown. Và máu đang hơi yếu nhưng mà Zerg vẫn quyết định solo à. Đối phương tung chiêu cuối EQ2 quăng rút lui. Q3 còn. Q3W mãng xả kích nội tại E đánh tay và đó là mạng dành cho Zerg. Với một con Trundle quá yếu để có thể solo kill. Tristana đường trên đang bị tấn công và Tristana đang cố gắng kích bọc thuốc súng nhưng mà chưa đủ stack. Nó chỉ là 3 stack dành cho Tristana, chưa hồi dậm nhảy kịp. Nhưng mà không sao, Tristana nằm xuống thì đồng đội đã có được Baron ở ngay phía sau. Và Zerg lại đang ôm 2.500 tiền rồi. Chuẩn bị lại về đóng thêm một đồ lớn nữa hay chăng. Tầm này là đi farm mạng rồi anh em ạ. Chặt những cú quy nó quá là đau đi. Mà chống chịu thì các bạn thấy là tầm 2.900 máu là chống chịu cũng rất khỏe anh em nhé. Để mà giết nó là cả một vấn đề đó. Mà nhiều khi chưa kịp giết nó là nó chặt ngược trở lại là chết hết toàn team rồi. Mặc dù đang ôm 2.700-2.800 nhưng mà Zerg quyết định vẫn chưa về. Cấp độ 16 có sớm sau chỉ 21 phút. Pha di chuyển cổng thông đạo đến từ Brand, chiến binh tận thế lên nội tại. Mãng xà kích có mạng cho Zerg, lách nhẹ cú EQ nhầm RQ tới từ Kama. Sau đó tiếp tục càn lên với chiến binh tận thế, vẫn còn một lượng thời gian tương đối. Và bắt choáng thành công tới từ Peter. EQ1W đối phương tốc biến bỏ chạy, dẫn hết chiến binh tận thế rồi. EQ3 hay chăng đây? EQ3 tốc biến nội tại. Mãng xà kích
khúc cầu hồn chưa kịp đáp xuống thì đã có mạng dành cho Rớt rồi. Tiếp tục vào nhà chính đối phương cân team ở đây. EQ1 thành công, W trượt rồi. Q2 đến từ Rớt nó không tới tầm. Và chơi trong nhà chính đối phương rồi anh em. Channel đang có định áp lực trụ 2 thì Rớt sẽ về nhà để phòng ngự với một cái cây Sojin. Và sau đó di chuyển lên khu vực đường trên, đợt lính chưa giúp cho Channel tiếp cận được trụ. Rớt di chuyển ra với cổng thông đạo và Channel ngay lập tức phải rút lui mà thôi. Trong nhà chính đối phương cũng đang là một đợt đẩy để giúp cho team của Rớt có được một cái mega. Channel dịch chuyển bọc sau và phát động một tình huống tấn công với cú dịch chuyển bọc sau như thế này thì liệu rằng có chạm được vào người đối phương hay không. Một pha di chuyển cổng với cái chu E đến từ con ba này, hành trình kỳ diệu nha. Hành trình này đưa ba cùng với Ezreal vào lòng đất rồi. Chết cả hai và double kill dành cho Zeri ạ. Không sao, không sao, không sao. Tristana đang gây một lượng sát thương khá khá. Rớt đã tới với chiến binh tận thế nhưng EQ1W trượt rồi. Rớt không có tốc biến. Q2E lên cũng trượt. Lách nhẹ cú W tới từ Rakan và sau đó đánh tay. Carthus cũng đã tới với lượng sát thương hỗ trợ là tương đối đáng kể. Rớt bị kích nội tại bởi Brand. EW thành công, Q1 sang ngang nhưng W2 không giật về được. Và đó là tình huống Rớt bị shut down. Carthus đang có định bơi thẳng vào giữa đường đối phương để đổi mạng với cái nội tại của mình. Hai cú chấm bi liên tục trúng và mặt nạ bắt đầu đốt rất đau đến từ vị trí của Carthus. Sát thương là không đủ, Zeri vẫn sống. Tristana thì nhanh chân nhanh tay chạy được, còn Rớt đã bị shut down 1.000 tiền. Không có tốc biến để có thể xử lý tốt hơn pha giao tranh này. Nhưng mà tranh tiền vẫn đang là rất lớn rồi. Tranh tiền vẫn đang là con số gần 9.000 tiền đến từ team của Zeus. Pha xuất đêm hành tráng vừa rồi cũng không giữ chân được Tristana lại. Tiền thì Zeus đang là 15.000 anh em nhé. Người xanh sao nhất của đối phương đang là một con Zeri với 12.000. Tristana lên cái nguyệt quế cao ngạo luôn ạ. Một ván đấu mà cảm giác là có con áo trong đường trên nó đang rất là tín rồi. Nên là lên đồ cũng có phần là hơi chill tới từ Tristana. Cùng ánh sáng trượt, Zeri unstoppable và có được vô cực kiếm giúp cho Zeri có một lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp tại thời điểm này. Sau đó thì Peter đang cố gắng rút lui. Pha di chuyển ra tới từ Rakan, Peter vẫn đang bị gãi và sau đó thì mắt xích không gian làm choáng đối phương và liệu rằng có về được hay không. Hành trình còn. Hành trình rút lui thành công, khúc cầu hồn vang lên. Nó có vẻ là không đủ đam để dứt điểm ai cả. Nhưng mà nó lấy đi tương đối nhiều máu của Kama nha. Rớt di chuyển bọc sau và lại là anh đây rồi. Một pha chặt cực kỳ thốn khiến cho người chơi rừng đối phương nằm xuống. EQ3 rất bị mê hoặc và đó là pha thiên mệnh trượt tới từ Peter. Tiếp tục E sang hay không đây? Tiếp tục E sang với cú W đang sẵn sàng. Quyết định tấn công vào Trundle nhưng bị hất tung bởi Rakan và bị Zeri bắn hạ rồi. Carthus có mạng của Kama, Tristana đang cố gắng bắn và con Trundle đang có một cái chiêu cuối chinh phục được kích hoạt. Nó cũng có một chỉ số chống chịu tương đối. Tristana bắn chiêu cuối đẩy đối phương ra đến từ Tristana. Tiếp tục đánh tay tới từ Tristana, có mạng dành cho Tristana. Dậm nhảy đi nhưng bị Trundle tốc biến theo và Trundle đã nổ hũ. Sau khi lên bản điểm số 12 mạng, trong đầu cuối cùng cũng đã nổ hũ rồi. Còn Zerg thì pha vừa rồi không có chiến binh tận thế, bơi vào hơi sâu bị hất tung một nhịp bởi Rakan là gãy luôn. Vì Zeri bắt đầu có đam nhưng đó là một mạng dành cho Ezreal với cú shutdown xạ thủ đối phương. Đầu tư thêm cái tốc biến để ăn cái mạng cho nó chắc. Và Zeri với tình huống vừa rồi thì đã có được đồ 4 là một cái huyết kiếm. Game bắt đầu vui hơn một chút rồi, mặc dù vẫn còn những chênh lệch rất là lớn nhưng mà Zeri phía bên kia đang gánh team. Brand 4 đồ, Zeri 4 đồ. Cũng gọi là có sát thương để giao tranh tại thời điểm này. Rồi, một con Trundle cũng đã nổ hũ với một cái đao tím ở đầu 2. Và đang có dấu hiệu lên tanh với giáp cai ngục ở trang bị thứ 3. Còn Zerg thì nãy giờ đã bị shutdown 2 lần liên tục rồi nha. Ở đầu cuối thì tiếp tục là một trang bị sát lực nữa đến từ Aatrox của Zerg với 16 mà hạ gục. Và lúc này thì đang có dấu hiệu muốn di chuyển đẩy lẻ ở đường dưới. Cấp độ 16 so với cấp độ 14 của Trundle. Đường giữa cũng đang có một vài pha va chạm nhẹ diễn ra. Tristana thì lúc này bắt đầu có dấu hiệu hơi đuối đuối lại rồi nha. Và đó là một pha thiên mệnh để tự cứu bản thân tới từ vị trí của Peter. Khúc cầu hồn vang lên nhưng sát thương của nó là chưa đủ. Kama đã có một pha búp linh giáp và giúp cho toàn bộ đường bên phía team một rút đôi thành công. Mà rớt đường giữa lại tiếp tục có định cân team rồi. EQ1 trượt đứt lưu thành công. Đứt có giật về hay không mà thôi. Đứt không giật về vì tốc độ di chuyển của Trundle ở dạng Vương quốc băng hàn là rất cao. Chưa kết thúc ván đấu được, mình nghĩ là phải cần đến Baron 2 đó. Thôi thì farm chiêu chiêu chờ Baron 2 ha. Nhưng mà Baron 2 thì cũng chưa phải thời điểm mà rất có được đồ cuối đâu nhá. 1.000 tiền thì chắc là chưa đủ để nâng cấp cái dao hung tàn thành một đồ lớn trước khi giao tranh diễn ra tại con Baron thứ 2 của ván đấu này. Rồng thì mỗi bên 2 rồng, tiền thì vẫn đang chênh tầm 8k. Nhờ pha này thì rất sẽ có tốc biến anh em ạ. Pha Baron này rất sẽ có tốc biến đó, Q1W trượt rồi. Quyết định E về để giữ lại cái áo tràng bóng tối.
Lúc này thì Trundle tiếp tục áp lực ở một đường cánh với cú dịch chuyển, và rớt liệu rằng có muốn về để đẩy lẻ chung với con Trundle này hay không. Người đang được xuống đường dưới đẩy lẻ đó là Carthus. Trụ này không còn nhiều máu và con Trundle này nó vẫn có tác dụng trong việc đẩy cao một đường và áp lực công trình nếu như rớt đánh nhau quá lâu ở một khu vực khác. Lúc này thì đối phương đang tấn công trụ một đường giữa của rớt, và rớt đang tạt bên phía cánh trái. Eri bắn cùng ánh sáng để có thể dọn lính, và nó có một chút sát thương vào người của Brand. Nhưng đối phương có tầm nhìn ở đây rồi. Rớt vẫn đang nỗ lực để có thể cấu rỉa và giữ lại cái áo tràng bóng tối, nhưng đã bị con Rakan bóc đi bởi một pha phi tiêu lấp lánh. WQ2 nhưng mà Q2 hơi với tầm rồi. Kama vẫn đang cố gắng cấu rỉa trong lúc rớt phá con mắt kiểm soát này. Carthus cũng đang đi đầu nhưng mà Carthus cũng đã bị bóc mất cái dây chuyền chiến thuật và có được cái thế đẩy trước trước khi tiến ra con rồng nguyên tố chứ không phải là Baron. Ezreal thì chưa cấu rỉa được nhiều và Trundle thì lúc này cũng đang bắt đầu có dấu hiệu di chuyển để team fight chung. Tristana đang đẩy lẻ khu đường dưới và Rakan quyết định mở khi đang ở trạng thái hơn người. Mở trúng Carthus nhưng mà sát thương chưa đủ, Carthus vẫn sống sót đi ra, rớt kích hoạt chiến binh tận thế. Và sau đó khúc cầu hồn vang lên để gây sát thương toàn bộ đội đối phương tới từ Carthus. Mỗi người mất đi nửa cây máu với khúc cầu hồn cực kỳ chất lượng tới từ Carthus 3 đồ. Và thế là rồng dành cho bên phía của team rớt với cái khúc cầu hồn vừa rồi. Tình huống đẩy cung ánh sáng nó có vẻ là không trúng bất kỳ một ai. Một cái khúc cầu hồn thôi là đối phương đi về hết anh em ạ. Mà khúc cầu hồn này nó hồi có tầm 80 giây à. Đối phương không có nhiều kháng phép lắm và đó là một con Carthus cực kỳ khỏe với chiêu cuối điểm cộng thứ 3. Chờ hồi chiêu Carthus chơi lại ở Baron hay là ăn luôn đây. Đối phương vẫn có thể di chuyển ra với một lượng tầm nhìn nho nhỏ của Rakan, và nếu như cứ đánh như vậy thì chờ con Carthus hồi khúc cầu hồn là Baron miễn phí nữa anh em nhé. Cảm giác bên phía bên kia là không chịu nổi lượng sát thương đến từ Carthus rồi. Tiếp tục có những pha di chuyển xâm lăng rừng và kiểm soát tầm nhìn, cũng như chờ hồi chiêu chiêu cuối của Carthus. W trượt nhưng mà EQ1 thành công và quyết định kích chiến binh tận thế làm cái gì đấy rớt ơi. EQ3 tốc biến mãng xà kích nội tại và sát thương đủ double kill cho rớt rồi. Không cần Baron 2 anh em ơi. Nếu thế thì không cần Baron 2. Tristana tốc biến lên rồi sát thương vào Zeri, hai người cùng bắn. Và Zeri cố gắng gỡ mạng nhưng không gỡ được mạng của Tristana, nội hỏa kinh mantra. Nó cũng trượt rồi. Một pha xử lý cá nhân đến từ rớt với cái thương hiệu là thích cân team của mình. Bần tăng không ngám bất kỳ một ai. Khúc cầu hồn thì chắc là không đủ đam ha. Trundle đang cố gắng đẩy lẻ trong lúc mà đồng đội nằm xuống 3 người với một con Aatrox xử lý cá nhân và có được 2 mạng ngay lập tức anh em à. Sau đó thì là một pha kết thúc ván đấu luôn rồi. EQ1W thành công. Đứt 2 có giật về hay không? Đứt 2 không giật về. Cú dịch chuyển về trụ đến từ Trundle và Trundle không giữ được trụ, rất tiếp tục lao lên chặt với mạng thứ 19 dành cho con Aatrox này. Con Rakan này chết nhanh quá anh em à. EQ1 thành công nhưng mà không có Q2 tốc biến, chỉ là có Q3 trong tình huống này. EQ3 tốc biến mãng xà kích với nội tại nữa. Nội tại và thêm một pha W. Hai mạng ngay lập tức có thì rớt ạ. Pha xử lý đậm chất cá nhân nhưng nó là mức độ hiệu quả rất cao với lượng sát thương cực kỳ khủng khiếp. Khi mà đã có được gươm thức thời ở đầu cuối, full đồ sát lực có khác. Chúng ta sẽ cùng check lượng sát thương cuối game một tí anh em nhé. Ok, lượng sát thương cuối game đây anh em ơi. Một ván đấu mà rớt có được 44.500 sát thương sau 30 phút, 1.000 rưỡi Ampermin. Người đứng thứ hai trong lobby này đó chính là Carthus với những khúc cầu hồn cực kỳ chất lượng về giai đoạn nửa sau ván đấu. Và phía bên kia thì Zeri cũng có được 33.000 sát thương. Nhưng mà con Aatrox này khỏe quá anh em ơi. Lý do vì sao mà rớt liên tục blind pick Aatrox ở trong những trận đấu tại LCK là như vậy. Khả năng gây sát thương của Aatrox sát lực nó vẫn là một cái gì đó rất là khủng khiếp ở tại thời điểm này. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án của rớt với tướng tủ Aatrox. Aatrox sát lực chứ danh ha. Hẹn gặp lại anh em ở những giao án khác nha. Bye bye.